Baby bus. Chăm sóc khủng long. Tại đây bạn có thể đi quan sát các loài khủng long. Chúng ta cùng đi nào. Kiki và Mio Mio ơi, chúng ta chưa biết nhiều về khủng long bạo chúa. Chúng ta cần hoàn thành cuốn sổ tay minh họa. Chúng ta cùng đi quan sát các loài khủng long nhé. Sau khi tìm kiếm, chúng ta đã tìm thấy môi trường sống của khủng long bạo chúa. Đội cứu hộ gấu trúc nhỏ, hãy khởi hành ngay. Wow, chúng ta đã tìm thấy rất nhiều loài khủng long. Hãy xem này, hãy chụp một bức ảnh khủng long bạo chúa. Chính xác, con khủng long với thân hình khổng lồ và hàm răng sắc nhọn chính là khủng long bạo chúa. Một phần cơ thể của khủng long bạo chúa trông nhỏ bé, nó nằm ở đâu? Đúng rồi, chi chức của khủng long bạo chúa rất nhỏ. Chúng trông giống như chi chiếc của một con khủng long con. Cánh tay của khủng long bạo chúa quá nhỏ. Chúng có thể được sử dụng để làm gì? Làm đẹp, để hỗ trợ cơ thể, tấn công. Không đúng, hãy cùng nhìn lại nhé. Đúng rồi, khi khủng long bạo chúa tỉnh dậy, nó sẽ dùng cánh tay để đỡ cơ thể đứng dậy. Wow, khủng long bạo chúa lớn như vậy. Làm sao một cánh tay nhỏ như vậy có thể nâng đỡ cơ thể của khủng long bạo chúa? Vâng, mặc dù chi chức của khủng long bạo chúa nhỏ nhưng chúng rất khỏe. Chúng có thể dễ dàng nâng 200 kg. Hãy làm một thí nghiệm. Cành cây. Tạ đòn. Gấu đen trưởng thành. Voi trưởng thành. Ha ha, con voi quá nặng, ngay cả khủng long bạo chúa cũng không thể nhấc nổi. Cánh tay nhỏ của khủng long bạo chúa thật mạnh mẽ. Vâng, đây là khủng long bạo chúa lớn. Móng vuốt nhỏ nhưng mạnh mẽ. Nhìn kìa, trông có vẻ như khủng long bạo chúa đang tìm kiếm thức ăn. Có vẻ như gần đây không có thức ăn nào. Mình nên tìm ở đâu? Hãy xem nó tìm thế nào. Wow, thật tuyệt vời. Có thức ăn ở đằng xa kìa. Chiếc nằm giữa đống đá. Làm cách nào mà con khủng long bạo chúa lại tìm thấy nó ở xa như vậy? Nó có thị quan nhạy bén, nó có khứu giác tốt. Đồ ăn được đặt trước ở đó. Không đúng, hãy cùng nhìn lại nhé. Không đúng, hãy cùng nhìn lại nhé. Đúng rồi, khứu giác của khủng long bạo chúa tốt hơn mũi của chó nữa. Hãy thử nghiệm nhé. Tìm thằn lằn săn mồi tốc độ, ẩn mình trong cỏ và mùi hương của nó. Thật tuyệt vời, chúng ta đã tìm thấy tất cả những con thằn lằn săn mồi tốc độ. Hãy cùng xem tại sao khủng long bạo chúa lại có chiếc mũi nhạy cảm đến vậy. Vâng, đây là khứu giác của khủng long bạo chúa. Đây là khứu giác của con người. Chà, khứu giác của con người thật nhỏ. Đây là khứu giác của loài chó. Khứu giác của chó lớn hơn khứu giác của con người. Giờ bạn đã biết tại sao khủng long bạo chúa lại có một chiếc mũi nhạy cảm như vậy. Hiểu rồi, khứu giác càng lớn thì càng nhạy bén. Mũi nhạy cảm. Khủng long bạo chúa đang làm gì? Còn rất nhiều tảng đá lớn phía trước, chúng ta không thể vượt qua được. Răng của khủng long bạo chúa sắc đến nỗi nó có thể nghiền nát một viên đá lớn như vậy.
Khủng long bạo chúa tấn công như thế nào? Cắn bằng răng, bắn tia laser, tấn công bằng chân. Đúng vậy, khủng long bạo chúa thường tấn công bằng những chiếc răng có hình dạng giống quả chuối và có lực cắn mạnh nhất so với bất kỳ loài động vật nào trên cạn. Lực cắn có nghĩa là lực tạo ra khi miệng cắn xuống. Hãy cùng xem cú cắn của khủng long bạo chúa khủng khiếp như thế nào nhé. Thịt, xương, thân cây, tảng đá, chiếc ô tô nhỏ. Wow, lực cắn của khủng long bạo chúa thật tuyệt vời. Nó thậm chí có thể dễ dàng nghiền nát một chiếc xe nhỏ. Lực cắn mạnh. Được rồi, quá trình quan sát khủng long bạo chúa đã hoàn tất. Hãy quay lại chỗ Rudolf và báo cáo. Thêm các tính năng đã ghi lại vào sổ tay minh họa. Khủng long bạo chúa có khứu giác tốt hơn chó con. Khủng long bạo chúa có hàm răng sắc nhọn và có thể nghiền nát một chiếc ô tô nhỏ. Chi trước của khủng long bạo chúa rất ngắn. Tuyệt vời, cuốn sổ tay minh họa đã hoàn thành. Yeah, bây giờ chúng ta có thể chơi với khủng long. Mình muốn chơi với khủng long bạo chúa. Chúng ta cùng đi tìm nó nhé. Được rồi. Hãy ném một tảng đá vào khủng long bạo chúa và xem hàm răng của nó chắc khỏe như thế nào. Làm tốt lắm, tiếp tục nào. Khủng long bạo chúa thật tuyệt vời. Nó thậm chí có thể nghiền nát một hòn đá lớn như vậy. Hãy xem bạn hiểu biết bao nhiêu về khủng long. Hãy trả lời cùng nhau. Khủng long bạo chúa có gì đặc biệt? Bạn đúng rồi, thật đáng kinh ngạc. Khủng long bạo chúa ăn gì? Bạn đúng rồi, thật đáng kinh ngạc. Hãy khôi phục hình dáng của khủng long bạo chúa. Đuôi, đầu, thân, thân, vuốt, đuôi. Bạn đúng là một chuyên gia khủng long. Cảm ơn bạn nhé. Bạn có thể trực tiếp đi đến khủng long mình muốn từ ảnh gia đình. Hãy đi giúp giáp long.